Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh lại tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một cơ hội đầu tư sinh lời mới cũng như là một vị trí để chúng ta an cư lập nghiệp. Vị trí ngày hôm nay là một lô đất hướng đông, tọa lạc tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lô đất có diện tích là ngang 10 và dài là 28. Từ cọc bê tông này mình đo sang cọc bên trái là 10m và dài xuống phía sau là 28. Tổng diện tích trên sổ là 283m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Lô này hướng đông, nằm ngay mặt tiền đường đá xanh rộng 4m, con đường chạy thông hai đầu, kết nối từ đường nhựa xóm Gò thông ra đường chợ Gà chuẩn bị đổ nhựa quý anh chị nhé. Và lô này có giá là 2.470.000.000, còn thương lượng nhẹ, bao thuế phí công chứng sang tên. Đất Gò cao ráo, đất đã san lấp, cho nên là quý anh chị mua lô này không phải tốn tiền san lấp nữa. Và lô đất này thì đã được chủ xây ranh gạch 4 xung quanh rồi. Quý anh chị mình mua để dành thì rất là an tâm, không lo lấn ranh lấn đất quý anh chị nhé. Ngang 10 dài 28, một lô đất rất là đẹp để quý anh chị xây nhà vườn, mái thái, biệt thự mini. Đường xe hơi xe tải chạy thông hai đầu, ở đây thì xung quanh dân cư ở cũng rất là đông đúc rồi. Bốn xung quanh lô đất đã được chủ xây ranh gạch rất là rõ ràng cho mình. 2.470.000.000 là giá bao thuế phí công chứng sang tên, còn thương lượng nhẹ, bớt lọc may mắn cho chúng ta. Vị trí ngày hôm nay thì cách mặt tiền đường nhựa chỉ 100m và cách với khu vực trường học, ủy ban xã, trường mầm non, công an, ngân hàng là khoảng 1km quý anh chị nhé. Và lô đất ngày hôm nay thì chúng ta có thể mua để đầu tư cũng như mua để dành. Giá cũng vừa phá phải. Với cái diện tích ngang 10 như hiện tại bây giờ đất đã lên thổ cư 100% rồi. Chúng ta mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước mà thôi. 2.470.000.000 cho một lô đất cách mặt tiền đường nhựa là 100m, cách ủy ban xã, trường học, phòng khám đa khoa, ngân hàng, công an xã Đức Lập Hạ là khoảng 1km quý anh chị. Và con đường này là con đường chạy thông ra đường chợ Gà chuẩn bị đổ nhựa. Xung quanh dân cư nhà cửa ở cũng rất là đông đúc rồi. Quý anh chị nào quan tâm đến video clip ngày hôm nay, thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018 để sở hữu lô đất ngang 10 dài 28 ngày hôm nay quý anh chị nhé. Đất ở khu vực này là đất gò cao, xây dựng là xây tự do, thuộc ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất nhé.